Nga tập kích hàng loạt xe bọc thép tại Kursk. Kênh thông tấn TASS dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm ngày 16 tháng 11, các sĩ quan trong nhóm tác chiến hỗn hợp trên trực thăng Mi-28NM đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào xe bọc thép và nhân lực Ukraine ở khu vực biên giới tại Kursk. Thông báo cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ lực lượng mặt đất, các phi công đã phóng tên lửa vào tọa độ do xạ thủ máy bay truyền đi và phá hủy các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quân sự, sau cuộc tấn công, các phi hành đoàn đã không kích chống tên lửa ở độ cao cực thấp, bắn ra các bẫy nhiệt ngăn tên lửa Manpad của đối phương phóng trúng mục tiêu. Xạ thủ phòng không của Nga sau đó xác nhận đã tiêu diệt tên lửa này. Một ngày trước đó, hãng RT đưa tin quân đội Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kursk. Đoạn video dài 19 giây được ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy xe bọc thép Stryker đang di chuyển trên con đường đất dọc theo cánh đồng và gần khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Thiết giáp Mỹ bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái nhắm trúng. Theo chú thích của đoạn video đăng trên kênh Telegram Troika, thủy quân lục chiến Nga đã phá hủy thiết giáp này bằng máy bay không người lái dòng Lankit. Dòng máy bay không người lái này đã trở thành một trong những công cụ tầm trung quan trọng trong kho vũ khí của Nga. Lankit tiếp tục được sử dụng để tiêu diệt các tài sản có giá trị cao của Ukraine như pháo di động và pháo kéo, radar. Máy bay không người lái Lankit do Zala Aero Group thuộc tập đoàn Kalashnikov phát triển. Máy bay không người lái Lankit có khả năng mang tải trọng tới 3 kg và tầm bắn tối đa 50 km. Lankit cũng đã được sử dụng thành công để chống lại các mục tiêu bọc thép hạng nặng như xe tăng do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến vị trí cụ thể của cuộc tấn công. Theo bộ này, quân đội Nga đang tiếp tục phản công trong tỉnh Kursk, khu vực Ukraine mở cuộc tấn công từ tháng 8.